Mọi người đang xem truyện tranh Thuyết Tình Yêu Ích Kỷ, Cháp 18 trên kênh Góc Truyện Độc Đáo. Vì vậy chúng ta luôn làm chuyện ngốc nghếch nên là sau này bớt suy nghĩ sâu xa lại. Chỉ cần chúng ta không loan tin đồn thì dù có làm chuyện ngốc nghếch đến đâu thì cũng chẳng ai biết. Đúng rồi, chuyện ngốc nghếch của chúng ta chỉ có chúng ta biết thôi. Nhưng khoan đã, vậy tại sao lúc đó anh lại nói như thế? Chúng ta cũng chẳng phải là mối quan hệ như vậy. Chúng ta cỡ này thì cũng là mối quan hệ có thể lo lắng cho nhau mà. Để xem nào, với tôi thì khác thì phải. Hoa, lạnh lùng thật đó. Sao lại có người lạnh lùng như thế chứ? Từ giờ tôi sẽ không bao giờ lo lắng cho anh nữa đâu. Đúng là người khó làm thân mà. Lúc thì nói những lời khiến người ta buồn, lúc thì lại an ủi. Khiến mình chẳng biết đâu mà lần. Kim Yi-sun, có đúng là Kim Yi-sun không? Mình không nhìn rõ nữa. Nếu không thì chỉ là người giống người thôi nhỉ? À, biến mất rồi. Chắc không phải đâu nhỉ? Vừa nãy ở tiệm sách mình cũng vậy. Cô bị sao vậy? À, không có gì đâu. Chắc vậy, hôm nay lại là một ngày tốn công vô ích rồi. Anh về rồi à? Sao nay về trễ thế? Anh xin lỗi, ăn thôi. Ở công ty hay ở xung quanh anh có ai theo đuổi anh một cách điên cuồng không? Có chứ. Có á, vậy anh có từng hẹn hò với họ không? Không, anh không có ý định hẹn hò, sao lại không ạ? Anh có lý do gì khác sao? Chỉ là, anh thấy chẳng nhất thiết cần phải yêu đương. Ha, em còn tưởng anh không quên được chị Yumin chứ. Hình như giờ chị ấy đang quen ai thì phải. Hôm nay anh gặp rồi. Hề, anh gặp chị Yumin sao? Chị ấy đang ở cùng với người đàn ông khác sao ạ? Anh có chào chị ấy không? Người đàn ông kia trông như thế nào? Anh chỉ thấy họ đang ăn trong quán thôi. Cô ấy đang ở cùng người đàn ông khác mà.